Các bạn nên là mình đây là cái MSP đây, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với lớp 2 nhé. Và như các bạn đã biết trong tập trước thì mình đã làm được thêm hai cái crafting có phần sức biết này, nhưng mà nó chưa có mấy cái quanh thay này nên nó chưa có thành giống multi-block này. Giờ thì mình đang làm thêm 64 cây làm được không ta? Thứ này sơ tích code thường sơ tích code. Ok ship cá xong rồi sơ tích code phải không? Sơ tích code thì lên đây lấy này, sơ tích code làm cái 4K là được 4K không ta? Chicken Silicon. Mình không có đặt thêm được tại vì nó bị missing channel nên mình không có đặt được. Giờ mình phải chút nữa mình phải làm thêm mấy cái đen nữa. Ok rồi, đang làm gì đó? Calculation press. Đây, không biết đủ không ta? Không đủ nhưng mà làm hơi bị chậm ra, có cách nào tăng tốc? Logic processor. Tới này cái đứng à? Kỳ vậy. Lâu lâu nó bị vậy mà không hiểu là sao. Device online. Sao nó không chuyển về nữa? Nó không chuyển về. Kỳ lạ ta. Sao nó không chuyển về đó? Nó dừng ra cái hệ inbox. Chuyền về mà sao cái này nó không chuyền về ta? Wow. Divine missing channel, divine line, ok. Bây giờ mình thử cái phần cây này. Ok, mình thử cái phần cây này.
mấy cái unit ra. Ok thì chắc đặt bên đây. Đó, và rồi. Logic processor. Rồi ok. Ngon. Giờ test 64k. Có cái acceleration code. Chưa có làm acceleration code. Acceleration. Hello. Trong lúc rảnh thì mình qua bên này gắn thêm mấy cái storage bus đi. Đường dây nữa. Quả gì tới thui vậy? Đào bên đây nữa nên là làm sẵn đi. Lên. Trên lên. Rồi xong. Chicken chứ. Chicken okay. Đá rồi. Vô. Giờ có nhiêu dây thì nói đại chứ đi. Mình có cần phải nói chuyện. Cái dây ở giữa này chắc bỏ đi. Biết nó có ảnh hưởng gì tới cái phát triển của thằng của mình không? Đây chắc phải lắp thêm hai cái cân đuôi tổng. Đây một cái. Để coi cấp điện chỗ khác được không? Không có cấp điện ở đây được. Thôi mình làm thêm cái controller.
sao rồi. Có cái kìm cho lơn không? Redstone ờ. Ủa sao thiếu redstone được ta? Không có nắng redstone lại offline. Ờ đúng rồi chưa có chưa có. Đang crafting cái đó. Còn cái 64k đây. Tới làm mấy cái cáp mới khổ nè. Nói lại một bên cáp để nó đừng có divide offline nữa. Làm mấy nó khổ chứ làm divide storage là nãy giờ là không có làm như vậy đâu. Divide storage là nhiều cũng được. Qua bản kiểm tra. Ngoài này ba offline. Ngoài này
trên 32. Sao nó offline? Gì kỳ vậy? Offline. Offline như vậy thì sao được? Thiếu gì nó offline là gì? Đây đặt thiếu này. Offline à, online bây giờ ví dụ mình đặt thêm một cái đây, ví dụ như có missing channel có chắc chắn có để cắt thẳng này gì vai offline ba ba channel này không có chắn trên chat đây nó có chuyển xuống không. Phải về nhà làm thêm vài chục cái cáp nữa. Lấy sẵn sơ tích code đi. Ok. Được. Controller xong phải không? Về tới cái unit xong chưa? Chưa. Simulation. Circuit code. Yes. Chuyện gì nữa đây? Không chết tát. Không có chạy ra cái circuit code đất đâu. Không có hiện đâu. Không dọc đâu. Nó có hiện. Nhưng mà để bên kia, để bên đây sao nó không hiện. Đó là nó không hiện.
cáp kết nối mà. Trên 32 channel. Không có là không có chạy. Không có. Rồi, để mình chỉnh cái là mình quay lại. Ok, và mình đã sửa lại được rồi đây. Nhưng mà mình phải đặt nó hơi xa chút. Cô mình là sao nữa. À, giờ mình thử lại thì nó được nè. Đó, không? Giờ để mình làm cái unit coi. Đây. Zero không. Hot fiber. Làm ba cái này calculation có làm acceleration rồi thiếu purse cách khó unit ở đây nè. Mà mình thấy nó làm xong biến mất tiêu. Calculation processor xong. Dạ, không có. Ba cái xe luôn. Đó là
Xài giáp ba mà không ta, mình cần gì phải làm gì đó, giáp ba có cái móc phàm này, có thể là cái này thì mình vẫn kết nối được. Chúng ta làm vậy nó nhanh hơn luôn. Nó ở đây không?
tập đâu, tại vì mình làm mấy cái này cho lơ ở dưới. Cái 2 mũ 3 này, 2 mũ 3 này làm được luôn.
có công thức của cái này chưa ta? Code class. Lâu chứ không có nhanh. Mình làm thêm mấy cái này cái đủ không? Này làm thêm cái đi. Tiêu 1 tiêu 0 mình có làm gì không? Có hết điện rồi, chưa có cái cấp điện cho nó, lắm, để được vậy, chưa có cái kia để cung điện nên nó vậy, muốn cho nó lên. Thank you.
mà tôi chờ con về con lành cành đào thử ra được bắt tin lành mà chắc là tại nó qua bên CPU 1 rồi sao ấy. Cancel lỗi rồi. Đây, xong. Lâu nó bị gì bị nói chuyện con cái chuyện con cái trời bởi vậy biết là mày hay quá đây rồi. Làm cái gì? Cái này để làm cái gì ta? Story save. Dry thì chỉ có cái dry này thôi. Cái này để làm gì ta? Nó có thể làm 64K đi. 64K. Shit.
nhanh quá chuyện không kịp hay sao đó. Ok, và tập này đến đây thôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Bye bye.